cư dân mạng phản ứng tiêu cực khi Lisa diễn ở hộp đêm, sau màn ra mắt ấn tượng, người hâm mộ cũng tụ tập trước quán bar để gặp gỡ mỹ nhân Blackpink. Bức ảnh chụp Lisa cùng các vũ công Crazy Ho được lan truyền rộng rãi trên mạng, thu hút nhiều sự chú ý. Đây là bức ảnh duy nhất công khai trang phục diễn của Lisa cùng các vũ công. Trên mạng xã hội Hàn Quốc và bộ của Trung Quốc đưa ra nhiều phản ứng tiêu cực, lấy tay che ngực trần, nghiêm túc mà nói, đây là cái gì? Nhờ cô ấy mà tôi mới biết đến chương trình thoát y -E đó. Tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, các vũ công bên cạnh cô ấy đang cởi bỏ tất cả và lấy tay che ngực, trong khi Lisa đứng giữa, mặc bộ trang phục được thiết kế đặc biệt để che đi những gì cần che và mỉm cười, thật ngớ ngẩn. Cô ấy muốn làm mọi thứ vì cô ấy có thể nhưng điều cô ấy chọn làm là tham gia chương trình thoát y với đặc quyền không khỏa thân hoàn toàn. Bình luận trên trang cộng đồng của khán giả hàng, từ khóa, màn trình diễn của Lisa hiện đứng hạng nhất hot sức. Thu hút gần 40 triệu lượt đọc trên Weibo. Một số khán giả cho rằng nữ thần tượng sinh năm 1997 đã đạt được hiệu ứng quảng bá như mong muốn nhưng tự phá hủy thương hiệu của chính mình. Tại mạng xã hội Việt Nam, một số khán giả nhận xét, đúng là cái trò tiêu khiển của giới thượng lưu, không thực sự khỏa thân nhưng mặc bộ đồ này cũng không thừa được bao nhiêu vải, dùng danh nghĩa idol K-pop nhảy nhót trong club phát y mà cảm thấy hợp lý sao. Lisa còn 4 buổi biểu diễn nữa cho hai ngày còn lại, 29, 30, 9. Trong đó hai đêm cuối là đêm kín. Không bán vé công khai nhiều người tò mò về danh sách trình diễn và trang phục của nữ thần tượng có thay đổi và táo bạo hơn đêm đầu không